có tin gì thì Tuấn mua từ năm ngoái 0.4, 0.5 tưởng về Anchi, ai lại ngờ ít khai đúng không? Xui nó có tin là cái quỹ Grayscale nó đầu tư, nó tạo một cái quỹ xui với cả con tao ấy, một con lên một con AI. Anh em để ý bọn Grayscale nó khá là mạnh. Lần trước mình có nói chuyện với mọi người về cái quỹ của bọn Grayscale ấy, nó đầu tư toàn những cái dự án có tiềm lực thôi. Đây này. Ngoài tao ra thì quỹ Grayscale nó còn đầu tư BTC này, ETH, Sol, ADA, XRP, AVAX, DOT, mấy đồng DeFi thì nó cũng chọn với con top đầu luôn. Nó chọn Uni, MKR, AAVE là một con lending, Lido là staking, SNX cũng là toàn hàng DeFi khủng thôi. DeFi khủng ở đây là cap to và có doanh thu lớn nhỉ. Anh em thích DeFi thì có thể ngâm cứu là tại sao mà đầu tư những dự án này mà không phải những dự án như em hay hỏi là Chat, rồi Beta, RDNT kiểu vậy. Thì anh em cũng nên đặt câu hỏi là tại sao mà nó lại chọn 5 dự án này. Uni là top đầu về mảng DEX này, MKR là top đầu về reward asset, AVE là top đầu về lending, Lido là top đầu về restaking, nó chiếm khoảng 5-70% cái số lượng ETH được stake ấy. Còn SNX là hình như là một mảng chơi future hay sao ấy, thì nó đều đầu tư mảng top đầu luôn. Nó cũng đầu tư AI nhưng mà chỉ chọn Near Field, Tao, Render và LPT, chứ không đầu tư mấy con như anh em mình hay mua mấy con cắp to bị đi giá bẹp người. Nhưng mà nó lại an toàn, nó lại là những con mà uy tín, nó chịu qua được những cái mùa thị trường xấu bởi vì nó có doanh thu. Còn những con cắp bé thì nó cũng dễ bay thật, dễ bay khi thị trường mà đẹp, nhưng mà lúc mà thị trường xấu như này anh em thấy những con cắp bé cực kỳ ít thanh khoản. Thì đợt vừa rồi thì bọn Grayscale nó đầu tư thêm Sui với cả Tao. Thực ra thì cái tin đầu tư đó cộng thêm là team Sui nó giàu, nó đẩy giá thôi anh em ạ, điều bình thường. Có ôn qua season không? Nếu không có xóa cái tiêu đề, quan điểm của mình thì chắc chắn sẽ có thôi, bởi vì tất nhiên là có thì có, nhưng mà không biết có từ bao giờ, bắt đầu lên từ giá nào thôi. Chứ còn thị trường này nó luôn luôn nó phải có. Dễ UPO nhất là lúc mà FOMO chứ không phải là tầm giờ. Khi nào mà Bitcoin lên khoảng 70-80 nghìn ấy, rồi bắt đầu anh em mới FOMO ôn coin, xong ôn coin nó chạy được một sóng, xong bắt đầu nhảy vào nhiều game thì lúc đấy nó mới dễ UPO. Chứ còn UPO bây giờ khó mà. UPO lúc anh em không sẵn sàng vào tiền. Mình biết là có rất là nhiều anh em vào khoảng 70-80% rồi, nhưng mà cái số tiền còn lại ấy, mọi người khá là rén để vào bây giờ. Giả dụ vào bây giờ thì làm gì còn tiền nữa mà chơi đúng không? Làm gì còn gì phân tích nữa mà chơi, chả lẽ nghỉ à đúng không? Anh em thường là anh em vẫn sẽ còn giữ một số tiền ở lại, mà để kích thích khi anh em xuống tiền, số tiền còn lại ấy, chỉ có thị trường tăng thôi. Và lúc đó là thanh khoản nhiều, UPO dễ nhất. Vậy nên là câu trả lời là có coin season không thì chắc chắn sẽ có nha. Anh nhận định ARKM hiện tại đi, anh thấy là sản phẩm của con ARKM cực kỳ thành công. Nó sản phẩm hay và nó viral, nó được nhiều quỹ sử dụng, nhiều người sử dụng, và nhiều hệ sinh thái khác sẽ cố gắng là đưa cái chain của họ đúng không? Ví dụ như Manta đi, hoặc là Sui, nó sẽ cố gắng là đưa cái blockchain của nó được minh bạch ở trên Arkham chẳng hạn, bởi vì ở Arkham nó nhiều người dùng sẵn rồi mà, cố gắng minh bạch trên đó. Càng minh bạch mà càng có contract, càng có thông tin ấy, rồi quỹ cá mập gom các thứ ấy, thì hệ nó sẽ càng được nhiều người để ý ấy. Nó như một hình thức marketing thì Arkham đang làm rất tốt việc đấy. Nhưng mà sản phẩm tốt là một điều nhá, nhưng mà token của nó dùng làm gì trong cái hệ sinh thái Arkham hay là cái sản phẩm Arkham ấy thì nó đang làm không tốt. Nó vẽ ra từ đầu là nó sẽ có một cái chợ thông tin, có nghĩa là chợ bán thông tin thanh toán bằng Arkham, nhưng mà mình đảm bảo là volume trên này không có. Thì sản phẩm nó làm tốt rồi thì việc tiếp theo của nó là làm sao mà gắn nó với một câu chuyện nó hợp lý, rồi bằng cái tiềm lực tài chính nó đẩy thôi. Còn sản phẩm làm tốt rồi thì nó đã hơn rất là nhiều dự án khác, ít nhất thì anh em ai cũng biết đến nền tảng Arkham, đấy là một sự thành công đúng không? Rồi cộng thêm là AI, có Baker là Sandman nữa, thì altcoin mà lúc nào nó cũng cần phải gắn với một câu chuyện. Cái việc đẩy altcoin ấy, nó không phải là dòng tiền của mọi người, của người chơi đẩy từ đáy lên đỉnh đâu, mà là sẽ là của dự án. Theo quan điểm của mình nhá, bởi vì cái này cũng không ai chứng minh cả, nhưng theo quan điểm của mình thì sau khi mà dự án nó đun, ví dụ ETRK chia 10 đi, thì cái quỹ của ETRK nó sẽ có một lượng vốn nhất định. Và sau đó thì mình lại lấy ví dụ ETRK nhỉ, anh em lại nhảy vào đun tiếp. Thôi lấy ví dụ con khác nhá, ví dụ một cái dự án S đi, thì nó đun chia 10, thì cái số lượng tiền chia 10 mà khi nó list sàn ấy thì nó thanh khoản vào đầu anh em đúng không, thanh khoản vào đầu thị trường, thì cái số tiền đấy đối với những dự án ok ấy, nó sẽ làm vòng nữa và nó sẽ dùng tiền đấy nó đẩy lên. Sau khi Doom thì cái giá tiền mà để mua lại một cái số lượng coin ban đầu của nó ấy, nó sẽ ít hơn rất là nhiều, và nó vừa thừa tiền, nó vừa nhiều token, nó sẽ đẩy. Và nó sẽ kiếm tiền khi nào? Kiếm tiền khi mà Bitcoin bắt đầu phá đỉnh và nhiều người bắt đầu mơ mộng hơn x50 x100 chẳng hạn, thì bắt đầu nó sẽ Doom và nó sẽ kiếm tiền nhiều nhất khi đó. Đối với những dự án bình thường nha, còn mình không nói dự án scam lit phát xả và bị delete luôn chẳng hạn, nhưng mà đối với những dự án bình thường nó sẽ kiểu như vậy. Đây lấy ví dụ những con top coin đi,
con top coin của mùa trước ấy, thì chắc chắn với mọi người là con TRX ấy, chưa tin xăm đúng không? Thì cái chart này chart tháng là nó lít sàn là 0.05, bắt đầu xả xuống tận đáy là 0.06, chia khoảng 8 lần. Và chạc sideways trong vòng từ tháng năm 2018 này đến tận năm 2021 đi, thì thời gian này là cái thời gian mà nó tích hàng rồi cộng thêm lượng tiền. Nhưng mà mình đảm bảo mọi người là cái nhịp mà kiếm tiền nhiều nhất của dự án này là phải là nhịp này, nhịp khi mà đẩy từ 0.006 này lên 0.18 này, khoảng x 30 lần. Thì cái nền giá ở cái lúc này và cái số lượng token nó có này, và thời điểm lúc nào FOMO nhất ấy cũng là thời điểm Bitcoin cũng có đỉnh, thì anh em luôn thấy là altcoin nó sẽ có một cái nhịp mà khi mà Bitcoin lên, Bitcoin được đến 69k đúng không, altcoin nào cũng x khoảng 50-30 lần, thì cái nhịp này là nhịp kiếm tiền nhiều nhất của dự án này. Và khi nhiều dự án nó thành công rồi thì nó sẽ chim cút thôi, nó sẽ đi làm dự án mới, chỉ một số ít khoảng tầm 1%, chưa đến 1% số lượng dự án nó tiếp tục làm cái mùa sau. Anh em chắc dính vào nhiều hàng long pool thì mình có thể nhìn lại cái hàng long pool của mùa trước nha. Hàng Binance thì chắc là nó vẫn sẽ làm giống nhau đó. Mình nhìn lại mấy con long pool của mùa trước, lấy mấy con nó không quá đặc biệt đi, như con Bell này chẳng hạn. Đây là fan token Lit ATA mở bốc. Nhìn xem là cái giá của bọn này mùa trước thì nó như nào nhá. Nó có đun thẳng luôn không? Mấy con hàng long pool. Với những con hàng này của mùa trước ấy thì nó không khác gì hàng của bây giờ cả. Có nghĩa là nó không khác gì bọn Restacking hay là GameFi bây giờ, bởi vì bọn nó cũng là những coin hot của cái thời điểm nó ra mắt ấy. Thời điểm 2020 này, DeFi này, cái sóng DeFi này. Binance vẫn là thằng làm trend khá là tốt. Đây, ví dụ như con này nó cũng chia, mình lấy từ cái thân nến nhá, từ 3.6 xuống 0.6 là chia 6 lần này. Cuối cùng nó x ngược lại khoảng x 10 lần từ đáy. Còn so với giá Lit thì khoảng x 2 lần. Con Bell là một con DeFi này. Con Lit cũng nhiều con nó có sự thất bại lắm, nhưng mà anh em có thể nhìn lại và anh em có thể đoán xem mình đang ở chỗ nào. Đây, con này cũng khá là giống này. Nó còn phụ thuộc thời điểm của Bitcoin nữa. Cái lúc mà tháng 11 năm 2021 này là Bitcoin đạt đỉnh 69k này. Và con này cũng giảm từ 14 đô xuống 1.7 là chia 10 lần. Và sau đó từ khoảng 1.7 này x lên. Nói chung là không về được cái giá mà ngày xưa, giả dụ anh em đang đu mấy con long pool ở đỉnh này đúng không? Nhưng mà lúc mà nó hồi cũng Bitcoin đạt đỉnh đấy, cũng không nên được cái giá mà mọi người đu đỉnh. Đây nhìn là phải nhìn nhiều con nha, nhìn nhiều con và nhìn thấy cái tình hình Bitcoin lúc đó nó như nào, chứ không phải là anh em cứ nghĩ con nào nó cũng x100 thôi. Con này xuống 2 đô và nó đẩy lên khoảng 8 đô. Mình chắc chắn là mình đang ở tầm này rồi, con nào cũng chia tầm này rồi. Nhưng mà có những con nó x lại nhưng mà cũng không thể x lại được cái giá mà anh em mua, bởi vì dự án nó quá lỏ và anh em mua phải con hàng nó quá cao, mua cái thời điểm nó quá cao. Nhìn lại thì dễ nói đúng không, nhưng mà chắc chắn anh em đầu năm nay là lúc mà altcoin đang ở khu vực này, lúc đấy Bitcoin FOMO, mọi thứ FOMO này. Tháng 3 năm 2021, đợt này mình nhớ là Bitcoin từ khoảng 40 đến 50 nghìn. Đợt này là mình cũng bắt đầu mò mò vào thị trường này, mua những con mới Lit này. Tháng 3 năm 2021, sau đó panic là tháng 5 năm 2021 này, chia 5 chia 10 rất là nhiều, khá giống thời điểm hiện tại. Sau đó x lên cũng không về được bờ. ATA, mấy con DeFi này thì nó không gì đặc biệt. Đây nha, một cái gọi là ví dụ cho mọi người cẩn trọng hơn nữa ấy. Có những con nó chỉ hình thành đúng một sóng rồi, anh em nhìn nhá, rất là nhiều dự án nó chỉ có đúng một sóng rồi. Mình lấy ví dụ như kiểu nó hút đi, anh em nhìn lại mà xem, nó cũng chỉ có lên đúng một sóng, và từ đó trở đi là từ tận tháng 11 năm 2021 này đến tận năm 2024, nghĩa là khoảng 3 năm không có bất kỳ một cái sóng nào quá là nổi bật. Có một cái sóng tăng vùng thị trường thì từ 0.08 lên khoảng cũng tăng khoảng 3 lần, không có gì đặc biệt, tăng hồi theo thị trường thôi. Có những con rất là nhiều con mọi người thấy là nó sẽ không có sóng thứ hai, hoặc là có con nó không có một sóng nào. Nếu mà Lit đúng tầm khoảng tháng 10 đến tháng 12 năm 2021, lúc mà Bitcoin 69.000 ấy, nhiều con nó không có sóng nào. Beta này, mình đang nói về những con altcoin thất bại nha, để mọi người có thể cẩn trọng hơn trong cái cách phân bổ vốn của anh em, không phải là all in vào một dự án. Beta nha, anh em nhìn quỹ nha, nhìn quỹ của beta là Binance Lab, các thứ, Coinbase cực kỳ ngon, nhưng mà là hàng DeFi Lit vào lúc Bitcoin đạt đỉnh tháng 10 năm 2021 này. Rồi có Bico này, anh em nhìn cái quỹ con Bico nó mới gọi là khủng khiếp. Thì đây là những cái case kiểu thất bại anh em. Đa phần những cái con mà Lit vào từ tháng 10 đến tháng 12 năm 2021 ấy đều khá là lỏ. Lit vào năm 2020 thì còn ổn áp. Cái thời điểm mà altcoin Lit ấy đi kèm với cả BTC ấy, nó khá là quan trọng. Nếu mà cái đợt 73.000 này là đỉnh của Bitcoin chu kỳ này ấy, thì gần như là altcoin
cực kỳ nó hốt. Còn quan điểm của mình cũng như là toàn thị trường, anh em các thứ thì vẫn hy vọng là nó sẽ lên tiếp đúng không? Cũng hy vọng là thế thôi. Chứ nó mà nếu mà 74.000 là đỉnh thì cũng toang đấy. Anh nghĩ sao về SS5 Tier Peter? Đối với mình nhá, altcoin ở thời điểm hiện tại ấy, mà nó đã bắt đầu chia khá là nhiều lần thì nên mua con nào? Thì đối với cá nhân mình thì mình sẽ mua những con nó không bị lạm phát. Đấy là cái tiêu chí để mình mua. Ngoài các dự án level 1 ra ấy, thì những cái con mà kiểu như Peter, ETF, nhiều con nữa thì mình BB này chẳng hạn, mình sẽ mua con nào không bị lạm phát hoặc là lạm phát ít. Lý do bởi vì mình cũng sẽ view và mình cũng sẽ đánh cược vào một con sóng của 2025 chẳng hạn, thì mình sẽ tính khoảng đến tháng 6 năm 2025 thì con nào không bị lạm phát hoặc là lạm phát ít thì mình sẽ mua, nó sẽ an toàn hơn đấy. Đấy cũng thể là một cái tiêu chí lọc. Còn bây giờ bảo mình mua những con mà kiểu chạc token vesting của nó chéo này chẳng hạn thì rất là khó để mà quyết định xuống tiền con đấy. Mấy con đấy đôi khi gặp những con mà nó list định giá cao rồi thì nó cũng xả rồi. Giả dụ có giá của nó không đổi đi, nhưng mà khi mà token unlock của nó lớn ra ấy, giá nó không đổi nhá, nhưng mà token unlock của nó lớn ra thì market cap của nó vẫn tăng. Nếu mà anh em ôm những con đấy thì đồng nghĩa việc là anh em bị lạm phát token.